Lần này chị đến đây là lần thứ ba rồi. Chị thấy da chị rất là đẹp luôn, khác hẳn luôn. Da chị căng bóng nè, rồi trắng mịn hơn. Thì sử dụng cái liệu trình phân nano collagen thì sẽ đưa các vi chất vào các điểm trên da. Thứ nhất là gồm có hyaluronic acid thuần khiết luôn và đậm đặc luôn, và sử dụng dòng sản phẩm của Thụy Sĩ, và kết hợp thêm vào 14 vitamin này, acid nucleic và một cái thành phần rất là quan trọng nữa đấy là glutathione, lúc nhất làm sáng da hơn, lỗ chân lông thu nhỏ lại, các nếp nhăn li ti gần như là đã được cải thiện rất là nhiều rồi, chất lượng da tốt và làm cho chị cái nét tươi trẻ quá trời. Chị Quỳnh cảm thấy là hài lòng không chị Quỳnh ơi? Chị rất hài lòng luôn, chị có chia sẻ với bạn bè để mọi người đến đây làm đẹp.